Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm bánh đúc gân ngựa vằn. Thay vì là mình trộn hai loại bột vô để tạo gân thì bây giờ mình đổ từng lớp để tạo ra cái gân này. Và mình cũng sẽ làm hai cách dùng nước vôi trong từ đá vôi và từ vôi tôi là hai cái loại khác nhau, mình sẽ giải thích ở phần sau của video. Nguyên liệu thì mình sẽ xài bột năng với bột gạo, mỗi thứ là 100 g, một tí xíu muối, một tí xíu vani, 400 g nước vôi. Trong đây là cái loại vôi an toàn cho sức khỏe, họ xài bán chế tạo tại Mỹ và bán để làm các loại dưa. Mình cho vô 100 g bột gạo, rồi 100 g bột năng. Mình chỉ cho vô 1/4 muỗng muối, tức là 2 g. Mình trộn sơ, xong rồi mình sẽ cho vô là 2 muỗng canh đường vàng, là cỡ 330 g. Bạn muốn ăn ngọt thì bỏ vô nhiều hơn nữa, từ 50 tới 100 gram tùy bạn. 400 gram nước vôi trong. Mình làm đây là một cái bánh. Mình sẽ làm là hai cái bánh, công thức thì để làm một cái. Sau khi trộn hết lại thì mình có là 632 gram, mình chia ra làm hai phần, nhiều là để cho màu xanh, phần ít thì để cho màu trắng. Màu xanh thì mình xài 100 nước lá dứa, màu trắng thì mình xài 100 gram nước cốt dừa. Trong cái nước lá dứa mình sẽ giải thích ở phần cuối luôn, chỉ bây giờ các bạn chỉ biết là màu xanh là nước lá dứa. Thì mà nước lá dứa đó thì mình cũng bỏ thêm cái màu, cái banana extract, cái tinh dầu lá dứa vô. Rồi còn cái 280 g bột nước đó mình pha với 100 g nước cốt dừa, vì nước cốt dừa nó đặc hơn á, thành ra mình cho thêm 30 g nước vô nữa. Bây giờ thì mình xài cái, mình cho vô cái màu trắng á, tại vì nó không có cái mùi lá dứa thì chỉ có cái nước lá dừa, cho nên mình cho vô 1 teaspoon bột vani. Mình bắt lên bếp lửa thấp, mình xài cái nồi Instant Pot thì mình khuấy. Bạn thấy khi nào mà nó quan trọng nha, khi nào là mình thấy nó vừa đặc, mình dở lên mình thấy nó đặc một chút xíu, cái đặc đầu tiên thôi là mình tắt lửa liền. Bạn coi mình quậy quậy quậy, mình thấy cái tay mình hơi nặng, mình dích lên mà nó có dính cái bột mà đó, như vậy là mình phải tắt lửa liền. Tắt lửa xong rồi á thì mình khuấy nó vài cái nữa cho nó hơi đặc đặc lại sơ sơ thôi, thì mình bưng cái nồi ra, bưng cái nồi ra liền chứ không có để trong đó là mình khuấy không kịp. Bởi vì cái bột này mình cần cho nó chảy được, nó chảy ra thành ra từng cái miếng giống như dây rô băng á, thì mình mới đổ cái ngựa vằn này được, nó mới chảy ra, chứ không thôi mình đổ đâu cứng ngắc lại thì nó không có chảy ra làm tạo lớp cho mình. Bây giờ thì mình dùng cái phới để mình đánh nó. Xong rồi á thì mình sẽ xài cái blender, mà hoặc là bất cứ bạn làm cái gì bỏ vô máy đánh, tại vì ít quá thì đâu cần bỏ máy, bạn có thể đánh tay tiếp cho đến khi mà nó nhuyễn nhừ ra và mình kéo lên được cái từng cái mảng như là cái sợi dây rô băng á, thì được. Mình cho vô là hồi nãy mình nói đó, mình sẽ cho thêm nó vô là 30 gram nước, là cỡ 2 muỗng canh đó. Bây giờ xong cái phần màu trắng rồi thì mình bỏ chia ra một cái tô, mình cho về dầu ăn vô, mình lót nó đó. Thực ra cũng không cần, nhưng mà để cho nó khỏi dính tùm lum thì mình lót miếng dầu ăn vô. Rồi
Sở dĩ mình xài cái màu trắng trước đó là bởi vì cái màu trắng nó ít, mình chỉ cần ít màu trắng thôi và nó dính lại nồi, mình cũng không cần rửa nồi, tất cả đồ dùng sau màu trắng mình không cần rửa, cả cái phới đó mình cũng để nguyên luôn, không cần rửa. Rồi mình để màu xanh vô cũng làm y chang như vậy. Là mình xài Instant Pot thì mình để sauté normal hay là less more, cái tùy theo khả năng mà các bạn mà đánh nhanh hay chậm. Mình dở lên mình thấy dính cái là mình tắt liền, tắt lửa xong khuấy đó, nhổ điện ra cho các bạn thấy đó. Xong rồi á thì mình khuấy khuấy mình thấy nó hơi đặc này, chưa đặc bưng nó ra khỏi nồi đó. Rồi bây giờ thì mình đánh cho đến khi nó hơi đặc đặc lại thì mình xài cái máy mình đánh cho nó đến khi mà nó nhuyễn nữa. Nhưng mà cũng để an toàn, để cho vào cái bánh mình đẹp á, thì sau khi mình đánh dù nhuyễn rồi á, mình tại vì mình làm ban đêm sợ ồn quá, mình phải đem xuống basement mình làm á, rồi mình đem trở lên lại đó, nó kéo thành từng bảng từng miếng vậy, như cái sợi dây vậy đó. Nhưng mà để cho nó chắc ăn á thì mình cũng phải là mình đổ qua cái rây, cái đó là tùy các bạn nha. Bạn thấy nó cũng đổ, nó chảy ào ào ra như vậy là tốt rồi, nhưng mà mình cũng muốn làm cho nó đẹp á, thành ra mình bỏ qua cái rây. Cái này là không cần, nhưng mà các bạn muốn thì cứ làm. Cái bên này á, mình khuấy không, tại mình nói mình đem xuống basement mình làm á, mình làm quẹt quẹt vài cái thành ra nó chưa đánh, chưa được mịn lắm, thành ra mình phải bỏ vô trong trong cái rây mình làm. Rồi bây giờ mới đổ khuôn. Khuôn này á, thì chiều ngang nó, đường kính nó là 6 inch. 6 inch thì tương đương với lại 15 cm hả. Chiều cao là 2 inch thì tương đương với lại 5 cm. Là vừa đủ y cho cái 100 g bột năng, 100 g bột gạo, 100 g dừa, 100 g nước lá dứa, 30 g đường vàng. Mình xài đường vàng là bởi vì mình không có muốn, thứ nhất là đường vàng nó ngon hơn, nó bổ hơn đường trắng. Cái thứ hai nữa là mình không có muốn màu trắng của mình trắng bóc á. Mình muốn nó có hơi có vàng ở trong đó với màu xanh, mà nó đi với màu vàng ra cái màu xanh, không màu xanh éo mà xanh này vừa vừa đúng, nó tự nhiên hơn á. Rồi mình cứ đổ từng lớp, cái đổ từng lớp. Cái bữa hôm trước á thì không phải hôm trước, hôm qua là mình làm trước một công thức, mình đổ nó không có khéo. Lúc đó thì mình làm với lại nước vôi, vôi là gọi là đá vôi. Bữa nay thì mình làm bằng vôi tôi, tức là bằng calcium hydroxide. Cái loại này nó mạnh hơn, cái loại này Mỹ nó bán cho những người làm dưa, là mấy người làm bánh làm đồ này. Mua một bịch nó 7 8 đồng, nó mắc lắm. Nhưng mà đây là cái loại mình dành cho thức ăn, chứ còn mình mua cái loại mình làm vườn làm đồ thì một bịch mấy chục pound rồi, có mấy đồng mà. Còn làm thức ăn này là an toàn, dù nó an toàn nhưng mà làm phải đúng liều lượng, tức là rất là thấp. Mình vỗ vài lần như vậy á, để cho nó cái mấy cái bột bong bóng, nó cái bọt bong bóng nó xẹp đi. Bữa nay á, thì mình kéo kiểu bánh kiểu khác, mình kéo bốn bốn đường đi vô, rồi mình cũng bốn đường mình kéo ở giữa cũng đi vô nữa, là mình làm ra cái hoa 8 cánh. Nếu các bạn muốn á, thì cho thêm 8 đường mà đi ngược trở ra nữa để làm cái hoa. Hôm qua thì mình làm mình kéo ngược ra lần nữa để cho cái hoa đẹp hơn. Rồi đó, cái này là cái hôm qua mình làm này, mình kéo ngược ra nữa là nó có cánh á. Cái này kéo vô, cái vô cái nó khác nhau chút xíu. Rồi bây giờ mình bỏ vô nồi từ 2 tới 3 cấp nước, tùy theo cái tray vịt của bạn cao hay thấp. Nếu cao thì mình đổ 3 cấp. Rồi mình sẽ nấu lên. Bạn có thể nấu, mình nấu sauté bình thường, mình hấp hơi, hoặc là mình nấu high pressure, tức là nấu
cao 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 áp hả? Lúc đầu mình xét nó có mười mấy phút à, không biết cái nồi mình hư hay là sao, mình nấu mười mấy phút nó chưa chín, rồi mình phải nấu gấp đôi lên, tức là 24 phút đó nha, nấu 24 phút để natural release. Cái bánh này là hôm nay, còn cái bánh hồi nãy là hôm qua. Bánh hôm nay mình nấu high pressure cho nên nó xấu hơn. Nấu sôi tê đậy nắp lại mình dòm được, cái thành cái bánh nó đẹp hơn. Còn cái này nấu quá quá cao á, cái nó ở phía mặt trên nó bung lên. Nhưng mà bánh rất là, cái bánh mà làm với cái vôi tôi, tức là calcium hydroxide á, nó có mùi bánh đúc kiểu Việt Nam ngày xưa, cái mùi mình không có diễn tả được á, cái mùi bánh đúc à. Cái này tại nó high pressure cho nên nó không có được đẹp cái bề mặt. Bây giờ thì mình chỉ cắt ra, mình lấy cái dao pizza này mình cắt đôi ra trước, mình tại vì mình lười biếng bọc mà plastic á, mình lấy cái này mình thoa dầu mình cắt ra, nhận cũng làm xấu cái bánh đi, mình phải thoa thoa lại cho nó. Mình thấy cái đường nó nhìn cũng hay ha, nó cái vân thì cái vân nó giống như mình làm cái bánh bánh cheesecake á. Mình nữa mình cắt trân cưa, cắt thẳng, tùy các bạn muốn cắt sao cũng được. Hình tròn thì khó cắt hơn cái hình vuông, cái bánh tròn. Cái mùi vôi tôi này nó do nó giống y chang cái mùi bánh đúc hồi xưa, bạn thấy giống như lúc lắc á, mình để mình lắc nó, cái này là qua đêm rồi đó nha, bánh qua đêm rồi đó mà nó không có cứng lại, mà nó lúc lắc. Cái bánh này á, là làm với lại cái bột vôi thường, không phải vôi thường mà đá vôi á, là calcium carbonate, tức là CaCO3, nó tiếng Việt hết luôn cho nó dễ. Rồi nước cốt dừa mình nấu sơ rồi với lại đường mình thắng ra đó, nhìn mài đen mình thích màu màu đen nổi lên, với lại mình thích ăn mài đen hơn, rồi cho nên mình cũng chia nửa mài đen nửa mà vàng. Đây là cái bánh bánh làm với vôi tôi, cái bánh hồi nãy là làm, cái bánh này là với bột vôi đá vôi, hai cái mình quên hoài đó. Cái này là đố bạn là cái gì, là cái này vôi tôi đây. Rồi thì mình nấu nước đường. Nước đường này là 75 g đường vàng, 70 g nước, mình với lại 1/4 cái nước chanh. Bạn thấy mình để vô đó là 150 đường á, tại mình làm hai cái bánh ra mình làm đường nhiều gấp đôi lên. Còn công thức các bạn mới làm lần đầu, nếu mà các bạn làm lần đầu theo công thức này thì mình chỉ cần làm một cái bánh để mình thử, nó hư thì mình không có đâu, vắt đi thì mình không có tiếc á, mà nó không có hư đâu, nó xấu với đẹp thôi chứ nó không có hư. Cái làm y chang như vậy thì nó không có hư đâu, mà ví dụ như mình sơ sẩy cái gì méo mó xấu xí gì chút thôi chứ không có vấn đề gì. Mình nấu á, thì mình nấu nước nó sôi lên, nấu đường sôi lên cỡ 3 phút xong rồi mình bỏ chanh vô 2 phút nữa là xong, đơn giản như vậy thôi là xong nước siro. Rồi bây giờ về nước dừa thì mình xài nước dừa mình trộn với đường mình nấu lên, rồi mình lấy nước lạnh với mình pha với lại bột mình bỏ vô, sau mình khuấy khuấy cho nó đặc lại, cho vani vô là xong luôn, đơn giản chỉ có vậy thôi. Nhưng mà mình cũng phải chiếu vô cho các bạn thấy chứ, mình không có thể nói ra là nó nước cốt dừa nấu như vậy đó, mình phải làm. Rồi bây giờ mình chỉ khuấy đặc xuống là tắt. Rồi bây giờ phần mà pha chế và nước nước vôi trong, bạn ngó này, đây là vôi tôi đó, là nó gọi là Big Clean Lam, thì mình xài là 1/4 muỗng cà phê.
mình bỏ vô 600 g nước, mình khuấy. Bà ngó mình khuấy chập chập, cái hiện tượng nó xảy ra cười lắm. Mình xài 600 g nước này để mình lấy, mình lóng mình lấy 400 thôi. Tức là cái 400 đó thì đó, bạn thấy không, nó kết tủa lại giống như nhũ tương ha, nó kết lại. Nó xong, khi nó kết xong á thì nó nổi hết lên mặt trên, nó nổi hết lên mặt trăng trên, rồi mình lắc 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 nó lại, cái là nó bắt đầu nó chìm xuống ở dưới. Nó chìm xuống ở dưới là nước nó bắt đầu nó có bọt 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 cái bong bóng á. Rồi ở phía trên mặt á, nếu mà cái vôi cái calcium hydroxide này mà nó mạnh á, là phía trên mặt bạn sẽ thấy nó, mình ở đây mình thấy chỉ một cái váng mỏng thôi, mà nếu nó mạnh á thì các bạn sẽ thấy nó là giống như nước phèn á, mình các bạn thấy nó nước phèn. Rồi để lát nữa mình nói sao. Còn đây calcium carbonate, đây là nó 1/2 muỗng cho mỗi ga lông, 1/2 muỗng cho mỗi ga lông. Một ga lông á là 3,7 lít, 1/2 muỗng đó. Cho nên bây giờ thì mình pha 1/4 teaspoon đó, mình pha với 600 nước, cũng giống như hồi nãy mình pha với 600 rồi mình lóng mình lấy 400. Rồi bốn cái nước lá dứa này mình cắt nhỏ ra, mình bỏ vô máy mình xay, xay xong rồi mình lọc lại, rồi mình bỏ cái thêm cái màu xanh bình thường này thì nó sẽ bị dễ bị mất màu, ra màu tái tái, thành ra mình bỏ thêm cái pandan extract này vô. Cái này mình bỏ hơi lợt lát mình bỏ thêm vô chứ không thôi nó lạc nhẽ à. Rồi đây là cái bánh mình làm với lại cái đá vôi. Thì lúc đầu mình làm lần đầu nó xấu, lần thứ nhì mình làm với vôi thôi, mình kinh nghiệm hơn, mình đánh bột cũng đẹp hơn, mình đổ. Đây ba bánh kéo theo của cái đá vôi, bánh của vôi tôi nó chỉ khác nhau. Rồi cái này bánh thành phẩm của đá vôi, nó cũng không khác nhau lắm, mà tại mà hồi đó là màu trắng mình làm phân biệt cái này màu màu cái này của vôi tôi. Vôi tôi thì nó mạnh hơn, nó có cái mùi đậm đặc hơn, có mùi của bánh đúc á. Bạn ăn á, bạn nếu mà bạn bạn đã thích ăn cái bánh hồi xưa thì nên dùng vôi tôi. Nói chung là những cái loại vôi này là an toàn cho sức khỏe. Mình mua những cái này và không phải là vôi kỹ nghệ, mà vôi này để dùng trong thực phẩm an toàn, nhưng mà phải làm đúng với lì lượng của người ta. Chứ nếu mà các bạn làm mà nhiều hơn thì nó cũng hoặc là mình phải do dân vô mắt, hay là nhất là các bạn đang có thai hay cho con bú, hay cẩn thận khi ăn những cái chất mà có thể gây lại những cái bệnh cho con mình sau này về đầu óc của nó đó. Còn già như mình đó thì ăn một tí xíu theo đúng cái lì lượng thì không có sao hết. Mình chia sẻ với các bạn tới đây là xong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.